But you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Những ngày qua, truyền thông nước ngoài đã không khỏi bất ngờ với việc Ferguson sẽ rời khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng của TSM để có thể gia nhập Team Liquid với vai trò đường giữa chính thức của đội tuyển. Điều đó có nghĩa là huyền thoại đường giữa Bắc Mỹ sẽ lại bước sang một giai đoạn mới trong sự nghiệp. Và hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại chặng đường gần 10 năm sự nghiệp mà Ferguson từng trải qua để có thể hiểu rõ hơn về Faker Bắc Mỹ. Soren Ferguson-Berg bắt đầu sự nghiệp tuyển thủ Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp từ năm 2013 khi chỉ mới chưa tròn 17 tuổi trong áo của Copenhagen Hopes tại khuôn khổ LCS mùa thứ 3. Tuy rằng trước đó, Ferguson cũng đã thi đấu ở những giải bán chuyên trong những màu áo như Western Hopes và sau đó là team LDLC. Nhưng những ngày đầu của anh tại LCS thực sự không mấy suôn sẻ. Cụ thể, do bộ luật giới hạn của độ tuổi tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp được đề ra bởi Riot Games, nên ở hai tuần thi đấu đầu tiên, Ferguson vẫn chưa thể được ra sân mà phải nhìn người đồng đội của mình là Kyle Tuck thi đấu qua màn hình ở phòng kỹ thuật của ban huấn luyện. Mãi đến ngày 21 tháng 2, Ferguson khi đó đã bước sang tuổi thứ 17 thì anh mới được ban lãnh đạo điền tên vào đội hình thi đấu chính thức. Tuy tuyển thủ Đan Mạch đã để lại nhiều ấn tượng bởi màn trình diễn từ mức tròn vai cho đến trên cả tuyệt vời, nhưng Copenhagen Hopes vẫn không có được một thứ hạng cao ở cuối mùa. Sau khởi đầu tương đối ổn tại LCS châu Âu, Ferguson nổi lên với hai vị tướng là Zed cùng với Tris Faye, khi anh luôn thể hiện từ mức tốt cho đến xuất sắc mỗi khi cầm vị tướng này trong tay. Sau khi chuyển sang Bắc Mỹ, thi đấu cho Team Solobit vào mùa 4, Ferguson dần chuyển mình sang những vị tướng mang hơi hướng sức mạnh pháp thuật như Gragas, LeBlanc và cũng nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình với những lựa chọn mới. Đặc biệt, bất chấp meta, Syndra trong tay Ferguson vẫn là một mối hiểm họa với bất kỳ đối thủ nào mà anh phải đụng độ. Bước vào LCS khu vực Bắc Mỹ, Team Solomid với sự phục vụ của Ferguson trong đội hình đã có những khởi sắc. Kết thúc vòng bảng với 22 thắng, 6 thua, chỉ xếp sau Cloud9 với 2 trận thắng. Team Solomid bước vào giai đoạn playoff cực kỳ thăng hoa, nhưng đáng buồn thay, họ thất bại trước Cloud9 một cách chóng vánh với tỷ số 0-3. Đến với mùa hè, tôi có sự trật nhịp khi Clip vẫn chưa hòa nhập tốt với toàn đội, nhưng bằng khả năng kiểm soát tình huống thượng thừa, Ferguson cũng đã tìm lại được cảm giác chiến thắng ở phần còn lại của mùa giải cho toàn bộ tập thể TSM. Họ hoàn tất mùa giải bằng chiến thắng ngoạn mục trước đối thủ nặng ký Cloud9 trong trận chung kết mùa hè 24, điều mà Team Solomid không thể làm được ở trận chung kết mùa xuân. Được đánh giá là một tập thể TSM mạnh nhất trong lịch sử đội tuyển nói riêng và LCS nói chung, Ferguson dễ dàng được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ tôn sùng về kỹ năng của mình khi đặt cho anh biệt danh Faker Bắc Mỹ đầy hoa mỹ nhưng không kém phần áp lực. Có một năm thăng hoa với ngôi vị áo quân mùa xuân và là nhà vô địch LCS mùa hè, Team Solomid là niềm hy vọng lớn nhất của người hâm mộ Liên minh Bắc Mỹ cùng giấc mơ chinh phục chiếc Summoner Cup. Nhưng đáng buồn thay, hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều. Tại giải đấu quốc tế đầu tiên của mình, Ferguson cùng những người đồng đội đã xuất sắc vượt qua vòng bảng với vị trí thứ hai chung cuộc, xếp trên những SK Gaming, Taipei Assassins và chỉ chịu khuất phục bởi ông lớn Starhorn Royal Club. Tuy thành công là vậy nhưng Ferguson vẫn còn phải cố gắng rất nhiều khi Team Solomid lại thất bại trước đại diện đến từ LCK là Samsung Y một cách dễ dàng. Kết thúc một hành trình kỳ diệu của tuyển thủ người Đan Mạch cùng với Team Solomid ở chung kết thế giới 24. Có lẽ sau giai đoạn đầy thăng hoa đó, Team Solomid cũng như Ferguson đã chạm tới điểm trần phong độ. Khi mà bắt đầu từ sau chung kết thế giới, Team Solomid cũng như Ferguson vẫn chưa có được những đột phá trong lối chơi lớn thành tích ở các trận đấu quốc tế. Bước đến mùa giải LCS mùa xuân 2015, Team Solomid có được thành tích 8 thắng 2 thua ở 5 tuần thi đấu đầu tiên, dẫn đầu bảng xếp hạng trong suốt 4 tuần liên tục. Kết thúc giai đoạn vòng bảng với thành tích 13 năm và lên ngôi vô địch sau đó không lâu khi lần lượt đánh bại Impulse và sau đó là Cloud9 ở giai đoạn playoff. Ferguson có lần thứ hai liên tiếp có được chức vô địch giải đấu khu vực cùng TSM, đồng thời mang về phòng truyền thống của tổ chức chiếc cúp vô địch thứ 3 trong lịch sử, cân bằng vị thế của Team Solomid trước gã đồng hương khó tính Cloud9. Tuy thành công là thế, nhưng nửa đầu năm 2015 có thể nói là một giai đoạn đáng quên của TSM cũng như cá nhân Ferguson. Bắt đầu từ MSI, họ bất ngờ thi đấu dưới sức một cách trầm trọng, khiến cho TSM chỉ có được duy nhất một chiến thắng trước đội tuyển đến từ Thổ Nhĩ Kỳ là Pesisat và phải xách vali về nước đầy ê chề. Tưởng chừng như về lại với LCS, Team Solomid sẽ trút cơn thịnh nộ của mình lên những kẻ cạnh tranh cho ngôi vị số 1 khu vực Bắc Mỹ. Nhưng Team Solomid lại làm người hâm mộ bất ngờ khi họ trao thẳng vị trí đó cho Counter Logic Gaming lên ngôi tại LCS mùa hè 2015. Xếp hạng 5 sau giai đoạn vòng bảng và áo quân giai đoạn playoff, nhiều người cho rằng Team Solomid đã đi vào những ngày tháng thành công cuối cùng khi đây là thành tích tệ hại nhất của họ trong 4 mùa gần nhất. Và thật không có gì tuyệt vời hơn để kết thúc một nửa sau 2015 đáng buồn bằng màn trình diễn thất vọng của Ferguson cùng những đồng đội tại chung kết thế giới cùng năm. Team Solomid được xếp vào một bảng đấu khá dễ thở
khi chỉ phải đối đầu với hai ông lớn của Liên minh Huyền thoại châu Á là LGD và Katie Roster. Và cũng chính từ giây phút đó, năm 2015 đã chính thức khép lại với toàn bộ tập thể Team Solomid. Tiếp tục trượt dài ở giai đoạn LCS mùa xuân 2016 khi kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 6, điều mà Person cùng những đồng đội để lại cho người hâm mộ chắc có lẽ là trận chung kết kịch tính đến những phút cuối cùng khi Team Solomid chịu thua trước Counter Logic Gaming với tỷ số sát nút 2-3. Tuy sự bổ sung mang tên Double Lift đã được giới thượng tầng của TSM mang về từ mùa xuân, nhưng phải đến thời điểm mùa hè, Ameco với Person tạo nên một Team Solomid có thể nói là mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Kết thúc mùa hè với thành tích bất bại 10-0, Team Solomid nhanh chóng đòi lại được món nợ xưa với Cloud9 khi đánh bại Cửu Vân với tỷ số 3-1 ở trận chung kết tổng. Person đánh dấu lần thứ 3 nâng cao chiếc cúp vô địch giải đấu khu vực Bắc Mỹ. Từ đó, nâng tầm Person trở thành một trong những tuyển thủ có sức ảnh hưởng nhất tới khu vực. Tiếp tục thống trị LCS một năm sau đó, khi Team Solomid có được 2 chiếc cúp ở cả mùa xuân lẫn mùa hè. Thêm vào đó, họ còn có được hạng 5 chung cuộc tại MSI 2017 và sau đó là chiếc vô địch Rift Rival khu vực Bắc Mỹ và châu Âu. Không kéo dài được bao lâu, TSM một lần nữa hụt hơi trong hành trình bảo vệ vị thế số 1 tại khu vực Bắc Mỹ khi trắng tay trong suốt khoảng thời gian kéo dài 2 năm từ 2018 đến hết năm 2019. Trong khoảng thời gian đó, đáng chú ý nhất là ngôi vị áo quân tại LCS mùa xuân 2019 và áo quân tại Rift Rival sau đó không lâu. Nhận ra được thực tế rằng mình không thể nào tiếp tục cạnh tranh với những midlaner trẻ tuổi khác, cũng như cảm nhận được sự đe dọa đến từ tân binh Power of Evil. Kể từ sau chung kết thế giới 2020, Person quyết định giải nghệ và trở thành huấn luyện viên trưởng của Team Solomid. Trong sự nghiệp cầm quân ngắn ngủi của mình, huấn luyện viên người Đan Mạch giúp cho đội tuyển về nhì tại LCS mùa xuân 2021, cán đích đầu tiên tại LCS mùa hè cùng năm. Nhưng đáng tiếc, sự non nớt của Person là thể hiện ở giai đoạn playoff khi anh để cho Cloud9 đánh bại mình ở nhanh thua, chính thức kết thúc giấc mơ vô địch một lần nữa. Không còn là một trong những người đi đường giữa xuất sắc khu vực LCS, khi giờ đây đã hơn một năm kể từ khi Person rời xa đấu trường Liên minh chuyên nghiệp, đã có rất nhiều cái tên mới xuất hiện và khẳng định tài năng của mình, thì quyết định quay trở lại thi đấu của game thủ người Đan Mạch có thể nói là một hành động cực kỳ dũng cảm. Tuy nhiên, giống như Faker tại LCK, điểm mạnh lớn nhất của Person chính là kinh nghiệm thi đấu và bản lĩnh trận mạc khi anh từng phải đối đầu với những đội tuyển tầm cỡ thế giới. Chắc chắn rằng việc Person khoác lên mình màu áo mới sẽ mở ra một chương hoàn toàn khác trong sự nghiệp của anh. Với quyết định mang tính bước ngoặt, Person, một trong những khai quốc công thần của Team Solomid, đã chính thức nói lời chia tay với đội tuyển này, hứa hẹn sẽ mở ra một tương lai mới cho chàng trai sinh năm 96. Những người hâm mộ Liên minh bây giờ chỉ có thể gửi lời chúc đến Person với hy vọng anh sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn trong mùa ảo của Team Liquid.